Nghe mọi bỏ, bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ. 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 Chào mọi người. Người. Chào. Chào mọi người. Đến với. Đấy. Kênh. Kênh của con. Chào mọi người. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ một chút cái kiến thức mà mình biết. Đó là cái vấn đề là học tiếng Anh. Tức là cái ứng dụng này mình được một người cô chia sẻ. Nó học rất là tốt. Tức là có rất nhiều cái ứng dụng học tiếng Anh ấy, nhưng mà nó nhàm chán, nó không có cái kiểu hứng thú hay là đam mê gì kích thích để mình học, đâm ra là nhanh chán. Thì hôm nay mình chia sẻ cái ứng dụng mà mình đang học. Mỗi ngày mình chỉ học từ 15-20 phút đến nửa tiếng, nhiều hơn tùy mọi người cũng được. Thì cái ứng dụng này hoàn toàn là miễn phí, không tính phí, mà nó có thể học được nhiều cái ngôn ngữ khác nhau, ví dụ như kiểu là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, hay là tiếng Ý, Ả Rập, nói chung là rất nhiều tiếng. Nếu như mọi người chịu khó tìm kiếm ở trong cái mục các thứ tiếng của ứng dụng hỗ trợ sẽ là rất nhiều. Vì có nghe được một câu của người đi trước là ta cứ mỗi lần ta học được thêm một thứ tiếng là ta đã sống thêm một cuộc sống, một cuộc đời của người khác rồi đấy. Ví dụ ta ở Việt Nam, ta học tiếng Việt Nam là ta sống chỉ sống một cuộc đời thôi. Nhưng mà học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga hay là nhiều tiếng Trung Quốc, tiếng Hoa thì sẽ sống nhiều cuộc đời của những cái người nước ngoài. Vâng, không rông dài nữa, chúng ta hãy đi tìm hiểu luôn về cái ứng dụng đấy. Sao này? À quên. Còn vấn đề nữa. Nhà mình nhận bỏ xỉ lẻ khẩu trang Hoàng Dũng KS94 An Phong Hoàng Dũng, hàng chính hãng, đại lý ủy quyền. Bởi sao mà các bạn nên lựa chọn khẩu trang An Phong Hoàng Dũng này so với những cái khẩu trang tràn lan thị trường? Thì bởi vì là khẩu trang này nó được cấp chứng chỉ của Bộ Y tế là có kháng khuẩn, dạ, chống virus corona. Chúng ta dùng yên tâm hơn so với những khẩu trang tràn lan khác ngoài thị trường, và khuôn vừa khuôn mặt, không bị hấp hơi lên kính. Sách nó có chứng luôn. Đây ạ. Ốp kít của mặt ạ. Có bóp mũi đẹp. Kiểm tra đến cầm à, nên đến sống mũi. Có kháng khuẩn nữa nha mọi người, nên là yên tâm mình đã xong rồi. Giá thì bao tốt đẹp cho mọi người bỏ cả xỉ và lẻ. Mình sẽ free ship khu vực Biên Hòa tùy từng nơi. Nếu như trong nội thành Biên Hòa thì mình free ship, còn những vùng khác thì sẽ có phí ship kèm theo tùy nơi xa và gần. Hoặc có vẻ bỏ vào những khu vực khác. Nói chung là giá sẽ tốt nhất cho mọi người. Nếu được thì ủng hộ mình nhé. Chào mọi người ạ. Thì đến với ứng dụng mình muốn giới thiệu, đây là ứng dụng Duolingo. Có cái tên mình sẽ đặt ở trên màn hình luôn. Và đây là icon của nó. Duolingo ạ. Có cái mặt con quạ, con chim màu xanh ạ. Đây, mọi người có thể đọc lại Duolingo. Mình đang dùng
dùng ứng dụng này ở trên MacBook Air của mình. Mọi người cũng có thể tải trên điện thoại cũng được, nhưng mình dùng ở trên máy tính tiện hơn vì mình đang dở điện thoại chút việc. Thì giới thiệu qua mọi người này, nó có cả cái phần mềm Plus nữa và không Plus. Thì cái này là tùy thuộc vào mọi người, có thể nạp tiền vào để kích hoạt cái chế độ Plus hoặc không cũng được, không sao cả. Vì mình theo mình thấy thì nó cũng chả tranh khác nhau là mấy, ngoài có một số cái như kiểu là thay đổi biểu tượng ứng dụng này, biểu tượng ứng dụng Plus này, trái tim vô hạn này, tức là nó sẽ có cái giới hạn cái lực mình dùng. Nếu mà bạn sai nhiều lỗi quá, bạn vi phạm nhiều lỗi quá thì bạn sẽ phải nghỉ chơi trong ngày, kiểu giới hạn đấy. Thì đây khóa học bạn học, mình đang học về tiếng Anh đây. Hoặc là kiểm tra tổng quát so với chế độ bình thường đấy, thì chế độ Plus thì nó có thêm cái khôi phục stress hàng tháng này, đây không quảng cáo này, học không gián đoạn, không giới hạn số lần nhảy cấp độ, mình có thể mở cấp độ, kiểu như những bài đấy mình học nó mình biết rồi, dễ rồi, chào hỏi đơn giản thì mình học nhiều được hơn. Hỗ trợ sứ mệnh tiếp tục mang giáo dục miễn phí cho hàng triệu người, đây Duolingo Plus. Rồi cơ bản là sự khác nhau giữa Duolingo thường và Plus. Thì ở đây tiếp theo thì nó có nhiều bài đây, từ cửa 1 này, nó như kiểu đi ải vậy, như mọi người đi qua từng bài vậy, lesson đấy này, kiểm tra cửa 3 này, nó nhiều lắm ạ. Cửa 4, kịch của mình là đang kiểm tra cửa 5, điểm kiểm tra cửa 5. Thì của mình khi mà mình giới thiệu với các bạn đây, đây là mình đang học sang cái phần tiếng Anh, nhưng trước của mình học đây, mình học bên này thì nó cũng cơ bản là cũng khá nhiều rồi. Thì Duolingo vừa mới update đây, mình học đây, tức là khi mà các bạn đây hoàn thành một cái unit full tất cả đều tím thì nó cái lâu đài này sẽ thành vàng. Và những cái bài mà mình học đây, ban đầu của nó sẽ là màu như này, màu cơ bản này, xong rồi nó sẽ đổi những cái viền màu này mỗi lần chúng ta hoàn thành xong cái nội dung yêu cầu trong cái bài học này, thì nó sẽ đổi màu dần đỏ, xanh, vàng, và cuối cùng của nó là màu tím, là màu huyền thoại. Huyền thoại thì có 2, 3, 4 ải tùy từng bài. Những cái vỡ này là mình ôn luyện, nó sẽ nhắc nhở mình ôn luyện hàng ngày, học hàng ngày và những thời điểm hàng ngày. Đây, mình đang học đến unit 2 đây. Tím unit 3 nữa đây. Thì nó gợi cho chúng ta học bài hàng ngày, nó nhắc cho chúng ta học bài hàng ngày. 142 đây là những cái vương miện, nên cái mà bài học lesson chúng ta học thêm được, nhưng ôn lại thì chúng nó không tính đâu nha. Còn stretch là chúng ta học thường xuyên, nó sẽ lên dần để lên liên tục. Còn đây là kim cương, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành những cái event, những cái giải hàng tháng, hàng tuần thì sẽ được kim cương. Thì cái kim cương để làm gì ạ? Đây, kim cương ở trong shop. Đó. Đây, mình chuyển về tiếng Việt cho nó mọi người dễ hình dung nhá. Ok. Mình chuyển về đây cho mọi người đây. Thì khi mọi người học ở điện thoại ấy, có một cái nó mới update là khi mà mọi người làm học trước 12 giờ trưa, trước 12 giờ trưa hàng ngày thì sẽ có cái siêu kinh nghiệm. Siêu kinh nghiệm ở đây là nó sẽ, chúng ta vào shop chúng ta nhận nhá, siêu kinh nghiệm nó sẽ có cái mục ở đây này là nhận trước 12 giờ trưa. 12 giờ trưa thì cái đấy nó sẽ nhân số điểm của chúng ta lên. Thì cái điểm học hàng ngày của chúng ta để làm gì? Điểm học hàng ngày của chúng ta đây để chúng ta đua những cái giải đấu này, Duolingo tạo những giải đấu này. Của mình nó là giải đấu hắc rượu thạch. Trước mình ở trên kịch rồi nhưng mà bận nhiều việc quá nó lại tụt xuống. Thì mình đang học này, nó sẽ có từng nhóm này, nhóm rớt hạng. Nếu chúng ta được ít cái điểm kinh nghiệm, KN kinh nghiệm này, thì chúng ta sẽ bị rớt hạng, rớt xuống những hạng hồng, hạng tím, hạng xanh là cây, đỏ, xanh trời, vàng, bạc và đồng nha. Chúng ta sẽ bị rớt hạng. Còn lên trên nhóm rớt hạng thì chúng ta mới thăng được hạng.
được chưa? Đây, trên nhóm này là mới thăng hạng, nhóm này là giữ hạng nhá, mình xin lỗi, nhóm này là giữ hạng. Đây, chỉ có 5 người này là được lên hạng. Còn nếu như mà chúng ta ở dưới cái nhóm này, nhóm thăng hạng là chúng ta giữ nguyên ở cái giải Hắc Diệu Thạch nhá. Còn dưới cái này là nhóm rớt hạng. Đây, đỏ lòm đây là chúng ta rớt hạng, là bị tụt xuống hạng khác đấy. Nên là nó sẽ giúp chúng ta kích thích cái học của chúng mình, học của chúng ta. Chúng ta muốn ganh đua cùng với bạn bè trên toàn quốc, trên thế giới, người ta học rất nhiều tiếng ạ. Đây, điển hình như mình vào người top 1 nha. Top 1 Hắc Diệu Thạch nha. Hắc Diệu Thạch là tên cái giải ạ. Đây, bạn có thể thấy người ta học rất nhiều tiếng này. Anh, Mỹ, Bồ Đào Nha này, Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, tiếng Ý này. Bạn thấy không? Nhưng tiếng Pháp đây, có những người này, tiếng Pháp 34.439 kinh nghiệm. Là người ta học chuyên về tiếng Pháp luôn này. Học tiếng Đức này, học tiếng Anh này chỉ có 380 này. Tiếng Tây Ban Nha 66 này, tức ta học rất nhiều tiếng ạ. Nó rất là lợi thế. Đây, bạn có thể thấy Thủy Tiên Lê Trần đây chắc là một người Việt Nam ấy. Tham gia từ năm 2014 này. Bạn thấy có kinh khủng không ạ? Tức là bởi vì sao mình khuyên các bạn học qua ứng dụng Duolingo thì sao? Thứ nhất á, là nó dễ dùng. Cái thứ hai là nó kích thích cái khả năng mình học. Mình học để mình ganh đua, mình đấu tranh với những mọi người ở toàn thế giới, các nước bạn. Đấy, những giải đấu này, thi đấu nhiều kinh nghiệm để cho đấu với mọi người trên toàn quốc. Đấy, đây này, cái tím này là để chúng ta học nhanh, để chúng ta được nhiều kinh nghiệm. Tức là chúng ta kiếm càng nhiều điểm, nó kích thích chúng ta học. Học nhiều, học nhiều, học nhiều, học nữa. Học tất cả các ngôn ngữ. Học về sao? Học mỗi ngôn ngữ chúng ta lại sống thêm một cái cuộc sống nữa của người nước ngoài. Đấy, bởi vì sao mà mình chia sẻ cho mọi người những cái mà kinh nghiệm của mình đã và đang làm. Đây, mình giới thiệu qua shop này, giải đấu này, để kích thích chúng ta học này. Hồ sơ của chúng ta này, bạn bè có thể rủ thêm bạn bè này. Mình học kịch bô mới có 17.000 à, vẫn chưa kịch đâu nhưng mà cơ bản đấy ạ. Và cái tiếp này, nó có một cái rất hay này, kho chuyện Duolingo, thử thách kỹ năng đọc của bạn qua các câu chuyện và nhận điểm kinh nghiệm. Đây, 14 điểm kinh nghiệm. Đấy, đọc chuyện sao, nó sẽ rèn luyện cho chúng ta cái cách đọc, cách nghe và cách phát âm. Thử nha. Zari and Lily are sitting together on the school bus. Zari and Lily are sitting together on the school bus. Zari và Lily đang đứng chờ xe buýt. Đúng không ạ? Các bạn đọc đúng không ạ? Có thể có người biết và có thể có người không. Nhưng mà học này chúng ta, nó xây dựng chúng ta những cái cơ bản nhất từ những người chưa biết gì hoặc những người đã biết và biết được nhiều rồi thì càng bổ sung kiến thức cho chúng ta thôi ạ. Đấy, sai thì không phải đúng không ạ? Đúng, không đúng, tiếp tục. Lily, there is a new student in our class. His name is Miguel. Miguel, huh? Tiếp tục. Vâng, chúng ta đang nghe cô thoại. He is from Mexico. His father writes books. Very interesting. He speaks 3. Ủa gì ta? He speak 3 ngôn ngữ à? Speak là nói không? 3 ngôn ngữ chứ đúng không? Sách thì không phải nói 3 sách à? Nói 3 ngày cha. Languages. Oh, he is intelligent. Intelligent and tall, and he has beautiful. Yes.
beautiful shoes. Zari, Miguel is sitting behind you. Thậm nhờ có tí nghĩa đằng sau. Đấy ạ. What? Học chuyện đấy ạ. Mình nghe chuyện mà nó vẫn dạy kèm cho mình. Hi, Miguel. Hi, Lily. How are you? Đấy ạ, nghe. Chúng ta nghe thì người ta nói và chúng ta bấm ạ. Vâng. Có cả lập luận, có cả thanks. Nghe và bấm lại. Miguel, this is my friend, Zari. Có cả đọc hội thoại để she likes your shoes. Kiểu listen and repeat, listen and answer. Oh, hi, Miguel. Mày nói mà không biết là hội thoại đang ở đâu vậy. Zari, Miguel still behind you. Ê, không nhận ra Miguel ở đằng sau. Đây, trong quà của tôi thoại. Đó. Ghê chưa? Nhấn vào các cặp từ này. Together, cùng nhau này. Xe buýt nhà trường School Boots. Right, viết với new name, tên. Ok. Xong. Đấy, nó chỉ cơ bản vậy thôi. Học rất là dễ. Đấy, kích thích. Màu mè sặc sỡ này. Đấy, chúng ta học. Đấy, mọi người phấn khích không ạ? Học rất dễ đúng không? Rất đơn giản. Đấy, thế là xong câu chuyện rồi. Tiếp theo ta làm một bài nha. Đây, bài cơ bản đi. Cơ bản nhé. Bạn chỉ có thể mắc tối đa 3 lỗi. Đây là cái legend này. Nó chỉ cho mình 3 mạng thôi. Và nếu sai chúng ta phải làm lại. Sai phải làm lại. Đấy. Nhập tiếng Anh đâu? No. Có cả tiếng Việt. Tiếng Việt thì mình gợi ý cho mọi người là có thể không dấu cũng được nhá. Hoặc chúng ta gõ có dấu cũng được. Không. Đấy. Vì khi mà chúng ta đi những cái bài tập mà nó yêu cầu thời gian á thì chúng ta phải tiết kiệm bằng cách là không giấu. Đấy cũng là một cái mẹo mà mình biết á. Trước mình gõ có dấu thì nó tốn thời gian nhiều lắm. Thôi. Đây, mình gõ không giấu mọi người xem nhé. Đặc biệt. Đó. No, thank you. Coffee and water. Cà phê và nước đúng không? Rất nhanh phải không ạ? Cà phê hay trà? Coffee. Oh dear. No, thank you. Không. Cảm ơn. Thank you. Thank you. Bye. Cảm ơn. Tạm biệt. Đây là bài dễ thôi ạ. Có nhiều bài khó thì mình cũng không làm nhỉ. Có khi có những bài mình phải làm đến mấy lần mới qua được ạ. Nhưng mà qua những cái bài tập, qua những cái sai thì mình rút kinh nghiệm rất nhiều, mình học thêm nhiều đúng không ạ? Chứ không ai hoàn hảo biết hết được cả. Cà phê và nước. Cà phê hay nước chứ. Thank you. Goodbye. Thank you and bye này. Có thể đáp án khác này. Thank you and bye. Ngắn hơn nữa. Nhưng mà vẫn đồng nghĩa. Rice or noodles. Cơm hay mì. Noodle. Noodles. Noodle. Rice. Or. Or. Đấy. Mà. Trả lại luôn. Xong. Thì mình giới thiệu cho mọi người cái này. Không những mọi người có thể học tiếng Anh mà cũng có thể học nhiều những ngôn ngữ khác mà phù hợp cho công việc, cho sở thích hay là do những cái mục tiêu tiếp theo trong cuộc đời. Đây ạ. Bấm ạ. Tiếng Anh đây. Khóa học tiếng Anh, tiếng Hoa. Mọi người có thể học rất nhiều tiếng ạ. Đây, dành cho người nói tiếng Anh này, dành cho người nói tiếng Việt.
người nói tiếng Anh này, học tất cả rất nhiều nước trên thế giới ạ, Indo này, đến như tiếng Ả Rập, tiếng Ba Lan, Ba Sa Ino, Bồ Đào Nha, tiếng Đức, tiếng Hà Lan, tiếng Hàn Quốc, Hy Lạp, tiếng Ý, Ukraine, rất nhiều, mọi người ạ. Học bài tập ngôn ngữ có đây, cái plus nó còn có thêm này, cái này là cái lỗi sai mình, cái lỗi sai mà mình mắc phải, mình sau này mình sẽ ôn lại, mình học lại, luyện tập lại để mình sửa. Còn những cái Duolingo thường thì miễn phí thì không có. Bài tập này có, đọc truyện này có, hồ sơ này, đấu giải đấu này, đấy vừa rồi mình 400 mấy giờ lên 536 này, học thêm nhiều kinh nghiệm này, shop này, kiếm tiền này để mua những cái trang bị này, đấy. Qua những cái mà mình đã nói như ở clip vừa rồi thì mọi người cũng cơ bản cũng hiểu được là cái ứng dụng đấy nó hoạt động như thế nào, nó giúp chúng ta học như thế nào, tiếp thu như thế nào, và cái cách mà nó khiến chúng ta học vừa chơi mà vừa học so với những cái ứng dụng khác như thế nào. Mọi người hãy thử tải về và trải nghiệm. Mình không quảng cáo, nhưng đây là những cái chia sẻ mà từ bản thân mình chia sẻ cho mọi người theo một cái chiều hướng, một cái năng lượng tích cực nhất mà mình muốn gửi gắm đến trong cái video này. Vì thực sự đấy, như mọi người biết là cả Facebook của mình có hàng vài trăm người, nhưng mà chỉ đúng có một người mình, một người là hai người học Duolingo, và mình thực sự thấy nó rất là lãng phí khi mà chúng ta đã bỏ quên một cái ứng dụng nó tốt và bổ ích như vậy, so với những cái ứng dụng mà chúng ta học khác á, là nó còn mất phí cơ, rất là nhiều, và nhiều người gây khó chịu nữa. Nhưng mà Duolingo này học rất là thích thú, cảm giác rất là kiểu như hứng khởi, mỗi lần chúng ta vào đăng nhập ứng dụng chúng ta học được những cái ngôn ngữ mà chúng ta yêu thích, nhưng mà cơ bản nhất vẫn là tiếng Anh vì nó phổ biến hơn rất nhiều. Thì qua video này thì mình cũng thứ nhất là cũng muốn chia sẻ với mọi người những cái ứng dụng nó học tiếng Anh khá là bổ ích. Cái thứ hai là cũng muốn truyền những năng lượng tích cực trong cuộc sống để mọi người vui vẻ hơn, hoặc là chiều hướng nó tích cực hơn đấy, kiểu như thế. Thì rất mong mọi người ủng hộ video của mình, like, subscribe, chia sẻ để cho mọi người, nhiều người biết đến, cùng học và cùng tranh đua với nhau để đưa Việt Nam mình ai cũng hiểu biết nhiều về những ngôn ngữ, giỏi về tiếng Anh, không giỏi tiếng Anh, giỏi những ngôn ngữ khác, đúng không? Thì tất nhiên là nó sẽ tốt hơn, đúng không? Là niềm tự hào của người Việt Nam đến các đất nước bạn, đúng không ạ? Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye. Mình sẽ đối tiếp đây. Bye. Mình sẽ đối tiếp đây.